Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Và mình là Hedio Gaming TV nè. Rồi, ok các bạn ơi. Thì theo như tiêu đề thì các bạn đã biết rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở cái hộp quà mới nhất nè, mở miễn phí luôn các bạn, để nhận được những cái món quà, những cái đồ trang phục rất là đẹp của Play Together mới ra mắt xong nha các bạn. Đây thì các bạn ấn vào cái mục cửa hàng nè. Đó, thì ở cái gói bốc thăm chủ đề nhá. Đây rồi, thì mới hôm nay nè, mới cập nhật hôm nay xong thì nhân viên làm thêm bận rộn. Đấy các bạn ạ, mới thêm cái gói này này các bạn. Đấy, mình sẽ ấn vào cho các bạn xem. Quá trời đẹp luôn các bạn ạ. Trời ơi, hết sảy luôn. Đây, 1, 2, 3, 4. Đấy, combo của nó là 4 món đồ luôn các bạn ạ. Cái giày nè, cái mũ nè, cái váy nè, rồi là cái áo nè. Nhưng mà cái này chủ yếu là dành cho mấy bạn nữ thôi nhờ. Mình mấy bạn nam chắc là cũng không cần lắm các bạn ơi. Nhưng sao mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta mở cái này tăng tỷ lệ xác suất trúng những cái món đồ nhá. Thì đây, ngày trước có cái món đồ là miền đất Bắc ấy, mình mở full rồi. Đấy, nên mình có một cái mẹo rất là hay, mình chỉ cho các bạn nhá. Ồ, thì các bạn ơi, xin lỗi các bạn chút nha. Thì mình sẽ thông báo các bạn cái chuyện này. Thì mình mới tạo một cái kênh TikTok mới nha các bạn. Cái kênh TikTok cũ thì đạt cũng hơn 7k follow rồi, nhưng mà nó bị lỗi các bạn ạ. Lỗi cần què gì ấy, nên là mình xóa cái kênh rồi và mình mới tạo cái TikTok mới nha các bạn. Thì các bạn kéo xuống với phần mô tả nè. Đấy, có cái mũi tên, các bạn kéo xuống phần mô tả thì mình có đưa để cái đường link của kênh TikTok mới nha các bạn. Đấy, các bạn ấn vào nè, các bạn mở trình duyệt lên thì nó sẽ chuyển hướng các bạn đến kênh TikTok của mình nhé các bạn. Đây, TikTok Hedio Gaming TV nè. Rồi, các bạn ấn cho mình một lượt follow nha. Và còn một cái nữa này các bạn, thì mình cũng mới tạo một cái kênh YouTube mới làm về TikTok cho các bạn xem. Đây, đây thì các bạn vào cũng đăng ký kênh Hedio TikTok này cho mình nha. Đây là kênh của mình nha các bạn. Còn giờ thì lại quay lại clip nè các bạn ơi. Đây thì bạn nào mà chưa mua gói VIP, gói Plus đấy thì các bạn phải xem quảng cáo nhá. Thì đầu tiên này, các bạn ấn vào nhá. Ấn vào đây thì các bạn muốn mở ra những cái món đồ kia tăng tỷ lệ xác suất thì các bạn đừng có ấn vào mấy cái món đồ đấy. Mình thử rồi không được đâu. Các bạn ấn vô này, ấn một lần vô cái chỗ tiền sao thôi. Một lần duy nhất vô cái tiền sao thôi các bạn. Đây là mẹo của mình nhá các bạn, nhưng mà từ từ chưa. Đấy là mới cách cái mẹo thôi, còn trước tiên là các bạn phải vào mục trang trí nè, các bạn bỏ hết đồ cho mình. Bỏ hết đồ gì? Có những cái món đồ nào các bạn bỏ hết cho mình. Coi như là các bạn là thành nhà nghèo đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn hiểu chưa nhỉ? Các bạn sẽ thành nhà nghèo và các bạn sẽ đi mở hộp nhá. Đây, mình có món đồ gì bỏ hết luôn các bạn ơi. Rồi, thành nhà nghèo rồi các bạn ơi, không còn món đồ gì trên người nữa, thành nhà nghèo rồi. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu là chúng ta đi mở nhá. Mở nè. Đầu tiên là ấn vào. Đấy. Xong là các bạn ấn vô trong cái chỗ tiền sao một lần cho các bạn xem quảng cáo nhá. Thì cái đoạn quảng cáo mình sẽ cắt đi cho các bạn đỡ mất thời gian nhá. Đó, sau khi các em qua xem quảng cáo xong này, rồi các bạn ấn mở luôn nhá. Ấn mở luôn thì các bạn ấn vào cái chỗ số 1 cho mình. Đấy, cái này là tăng xác suất thôi nha, chứ còn hiện tại thì mới 1-2 lần rồi chưa chắc lấy ra đâu các bạn. Nhưng mà cứ từ từ, cái mùa này nó hơi lâu. Rồi tiếp tục là các bạn lại ấn vô, xong các bạn lại xem quảng cáo lần nữa nè. Rồi xem quảng cáo xong rồi chúng ta lại ấn tiếp các bạn. Các bạn ấn vào cái chỗ số 1 cho mình nhá. Ôi giời ơi, cứ ấn luôn cho mình. Nó cái hộp vừa xuất hiện các bạn ấn luôn cho mình. Cứ ấn vào cái chỗ số 1 cho mình là được các bạn ạ. Rồi, để xem quảng cáo tiếp nhá. Rồi xem xong quảng cáo rồi lại tiếp tục thôi. Ấn vào cái chỗ số 1 cho mình nhá. Cứ đè cái ảo thật đấy. Chỗ số 1 mà ấn các bạn ạ. Thì cái mẹo của mình là thế, tại vì đợt trước mình cũng được mở được full bộ miền đất Bắc theo cái mẹo này các bạn ơi. Tiếp tục này. Ôi, quảng cáo này, phải chờ đấy các bạn ơi. Rồi xem quảng cáo xong rồi lại tiếp tục mở nhá các bạn. Cứ ấn vào cái chỗ số 1 đây cho mình. Là tăng xác suất rất nhiều, nhưng mà nãy giờ mở 4 hộp rồi chưa ra đúng không? Các bạn cứ từ từ, không phải vội nhá. Không cần vội, nay chưa được thì ngày mai nó sẽ được. Mình mở cũng mất khá nhiều thời gian các bạn. Còn ai nhân phẩm cao lắm quá cơ thì ấn một cái là ra luôn các bạn. Nhưng mà từ từ, cứ làm cái mẹo này dần dần cũng ra full bộ các bạn ạ. Rồi mình sẽ mở hộp cuối cùng nè. Ra đi. Ui trời ơi, ra cà phê các bạn ơi. Đó thì cái món đồ này, bộ đồ này rất là đẹp luôn. Nhưng mà chưa đâu các bạn. Cái này nó là đồ hiếm đấy, đồ quý đấy. Cứ từ từ nhá các bạn. Chưa một lần mà ra luôn được đâu nhá. Cứ làm theo cái mẹo này dần dần này cũng ra.
bốc phét ít thôi. Mình ngày trước mình cũng đâu có mở cái ra luôn đâu, mình cứ làm theo cái mẹo này xong dần dần. À, nãy giờ mình có vẻ là hơi sai các bạn, là mỗi lần phải ấn mua cái tiền sao đây một lần cơ mà. Nãy giờ mình toàn mở liên tục thôi, mình không ấn mua cái chỗ tiền sao này. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Sorry các bạn nhá, nên là chắc là nó không ra. Các bạn có thể là cứ làm theo cái mẹo này, chắc chắn là sẽ ra cái bộ đồ nhá các bạn ơi. Chắc chắn luôn, tại vì cái mùa trước mình cũng làm theo cái mẹo này thì mình mở ra được bộ đồ các bạn ạ. Full luôn, full bộ đồ miền Đông Bắc luôn. Đây, mình sẽ ra đây mình mặc cho các bạn xem. Full luôn bộ đồ miền đất Bắc không này, mình các bạn lại bảo mình nói điêu. Đây nhá, cái mũ này à. Mũ bộ đồ miền đất Bắc đây, đây nhá. Rồi đến lượt cái áo này à. Đây cái áo đây các bạn, rồi đến là cái giày nè. Đây cái giày nữa, đó các bạn thấy chưa? Full luôn bộ đồ miền đất Bắc nhá. Kinh nhé. Không nói điêu đâu. Rồi mình sẽ mặc luôn cả hết tất cả đồ của mình vào cho nó đẹp cho các bạn xem này. Bộ đồ miền đất Bắc này khá là đẹp luôn. Đây. Đó, các bạn thấy nó đẹp chưa? Ai mà biết được. Mình đã bảo rồi, mình mở được là mình mở được chứ đâu có mình nói điêu đâu. Mình mở được mình mới chỉ cho các bạn đó. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy thì mùa trước mình đã mở được full bộ đồ miền đất Bắc này theo cái mẹo đấy rồi. Còn cái mùa này thì bộ đồ nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Nhưng mà dành cho các bạn nữ thôi nhá. À, các bạn có thể áp dụng cái mẹo nhỏ nhỏ của mình để mở cái hộp cái gì đây nhỉ? Mình không nhớ luôn á. Để mình xem nào. À, cái hộp nhân viên làm thêm bận rộn nhá các bạn. Ồ, ok, còn nay thì có cái gói VIP Pass mới này nhưng mà mình không mở nhá các bạn. Bao nhiêu mùa VIP Pass rồi mình có mở đâu. Ồ, nhà nghèo không có tiền mở. Ok, còn giờ thì mình sẽ tặng quà cho các bạn nha. Các bạn nhớ ấn like với đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Đấy, thì clip sau mình sẽ có một cái event trò chơi một chút thú vị chút cho các bạn chơi nhá. Đấy, nhớ là bật thông báo lên. Đấy, bạn nào mà thắng cái event thì mình sẽ tặng cánh cho các bạn nhá. Rồi rồi thì mình sẽ vào tặng cái mục hộp thư đi. Mình tặng quà cho hai bạn nhá. Hai bạn đầu tiên. Anh ơi, tặng cho em cái xe đẩy được không ạ? Em cảm ơn. Ok, mình sẽ tặng cho bạn là No Bear Anger đây. Một cái xe đẩy nhá. Đây, 32 kim cương này. Tặng bạn nhá. Đây là ngoại lệ nhá các bạn ơi, ngoại lệ thôi, không phải là ngày nào mình cũng tặng như này đâu nhá. Rồi tiếp theo là bạn nào đây? Anh có thể tặng em cánh ác quỷ được không ạ? Hy vọng anh tặng em mà thôi, không được đâu. Rồi mình sẽ tặng cho bạn ấy một con gà nhá. Đây, con gà ó ó ó đây. Tặng bạn nhá. Đó, đã gửi thư rồi nè. Đấy, mình đã tặng cho là hai bạn rồi. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo vào ngày mai. Chúc các bạn thật là may mắn mở được những cái món đồ mới thật là nhanh nhá. Còn giờ thì bye bye các bạn nè. Đấy, các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Ok, ngồi đây lâu, học tập lắm rồi. Nha, nha, nha.